Nếu anh chị đang cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và thiếu ý tưởng khi làm video thì đây chính là video dành cho anh chị. Em là Huy, người giúp đỡ các anh chị có hình ảnh đẹp trên mạng xã hội. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị cách mà em luôn có sự sáng tạo để tạo ra những video triệu view trên mạng xã hội bằng cách áp dụng 3 phương pháp của thầy Mạnh Drum, một chuyên gia hàng đầu về đào tạo video marketing. Trước đây, em là một người làm việc nửa vời, có cảm hứng thì làm, không có thì bỏ bê, khiến em mất rất nhiều thời gian và khó duy trì sự sáng tạo. Và nhờ những phương pháp mà thầy Mạnh Drum đã chia sẻ, dưới đây là 3 cách mà em học được từ thầy để luôn có sự sáng tạo trong công việc. Cách đầu tiên là dọn phòng. Nhiều anh chị có thể đang cảm thấy mệt mỏi và thiếu tập trung vì không gian làm việc lộn xộn. Em cũng từng như vậy, cảm thấy bế tắc và không thể nào tìm được cảm hứng khi xung quanh mình toàn mớ hỗn độn. Em thường dọn phòng vào những lúc rảnh rỗi và cuối tuần. Dọn dẹp không chỉ giúp em có không gian sạch sẽ mà còn cải thiện tâm trạng và năng suất làm việc. Khi không gian gọn gàng, anh chị sẽ cảm thấy thoải mái và tinh thần sẽ phấn chấn hơn, từ đó dễ dàng tìm lại sự sáng tạo và năng lượng. Và em thường tập thói quen sắp xếp những điều đơn giản trước, ví dụ như sắp xếp lại bàn làm việc, dọn dẹp phòng ngủ hay bất kỳ không gian nào mà em hay thấy thường xuyên. Chính sự ngăn nắp này sẽ tạo ra một môi trường tích cực, thúc đẩy em làm việc hiệu quả hơn. Cách thứ hai là thay đổi môi trường làm việc. Trước đây, em gặp tình trạng mệt mỏi và cạn kiệt ý tưởng khi ngồi làm việc trong cùng một không gian. Suốt cả ngày, ngồi máy tính quá lâu hoặc ngồi trong phòng làm việc quá lâu làm cho cơ thể mệt mỏi và tinh thần chỉ trệ, khó mà để em sáng tạo được. Thay vì thế, em thường ra quán cà phê để làm việc vì môi trường mới giúp em năng suất và sáng tạo hơn. Em cũng hay hít thở không khí trong lành để khởi đầu ngày mới với năng lượng tích cực. Việc thay đổi môi trường giúp em cũng như là anh chị cảm thấy thư giãn và kích thích sự sáng tạo. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ như đi dạo ngoài công viên hoặc ra quán cà phê yêu thích, anh chị sẽ cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn và ý tưởng cũng sẽ tuôn trào dễ dàng hơn. Những video triệu view của em nhờ có những không gian yên tĩnh và một môi trường năng lượng nên việc sáng tạo cũng dễ dàng hơn. Cách thứ ba là chạy bộ. Cơ thể của mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng và thiếu năng lượng sau một ngày dài làm việc, đặc biệt khi phải ngồi một chỗ suốt nhiều giờ liền. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm sự tập trung và sáng tạo. Em thường chạy bộ trung bình là 5 km vào buổi chiều và nhận thấy điều này giúp em giảm căng thẳng và lấy lại năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, anh chị không cần phải chạy xa như vậy ngay từ đầu, chỉ cần tập chạy 20 đến 30 phút mỗi ngày là đủ để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Khi chạy thì cơ thể sẽ tiết ra endorphin, một loại hormone giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Chạy bộ đều đặn sẽ giúp anh chị giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe và lấy lại năng lượng một cách hiệu quả. Nếu anh chị cảm thấy khó khăn khi mới bắt đầu, hãy nhớ rằng mỗi bước chạy nhỏ là một bước tiến lớn. Đừng ngại bắt đầu từ những quãng đường ngắn. Hãy nghĩ đến cảm giác sảng khoái và hạnh phúc sau mỗi lần chạy. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ để anh chị không bỏ cuộc. Và nhờ có khóa học của thầy Mạnh Drum, em đã có những kỹ năng edit, quay video chạm đến cảm xúc của người xem. Giờ đây, em áp dụng những kiến thức đó để hỗ trợ cho các anh chị có được hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, giúp anh chị tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thu hút nhiều lượt xem hơn. Với những kỹ năng mà em học được từ thầy Mạnh Drum, em tin rằng anh chị cũng có thể làm được điều tương tự hoặc thậm chí còn tốt hơn. Trên đây là 3 cách đơn giản nhưng hiệu quả để luôn có sự sáng tạo khi làm việc mà em học được từ thầy Mạnh. Hy vọng những bí quyết này sẽ giúp anh chị cảm thấy thoải mái hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống và công việc. Và nếu anh chị thấy video này hữu ích thì hãy cho Huy xin một like và một lượt đăng ký kênh để Huy có động lực ra nhiều video chia sẻ lại những cái bài học mà Huy học được từ những người xung quanh. Và đừng quên áp dụng những chiến lược này để giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng
và sáng tạo. Và hãy follow Huy để anh chị là người đầu tiên xem video mới nhất của Huy nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.